Hôm qua, Trung tâm Công tác Xã hội Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh An Giang phối hợp Công an tỉnh An Giang, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Tịnh Biên tổ chức truyền thông giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em năm 2024. Buổi truyền thông được tổ chức tại hai điểm trường trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Theo đó, các em học sinh, đoàn viên thanh niên được phổ biến giáo dục pháp luật và phòng tránh vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống ma túy trong trường học, lồng ghép giới thiệu tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng 1800 8077. Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang thông tin những vụ việc thực tế trên địa bàn, các tình huống bạo lực nguy hiểm trong thanh thiếu niên, để các em có cái nhìn trực quan, có thêm kiến thức để phòng tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tổ chức đố vui có thưởng về những kiến thức trong cuộc sống, kiến thức pháp luật về trẻ em, trẻ vị thành niên, xử lý tình huống, để các em vừa vui chơi, vừa tiếp thu kiến thức được tốt nhất. Thông qua hoạt động nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi thói quen tiêu cực trong cuộc sống, tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt, học tập.